Nhìn chung, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay vẫn khả quan nhưng ẩn chứa những rủi ro hiện hữu. Tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 6%, không đổi so với dự báo đưa ra trước đó. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa công bố sáng nay. ADB nhấn mạnh xuất khẩu vẫn là trụ cột đóng góp cho tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, xuất khẩu sẽ khó duy trì được mức tăng trưởng như trong năm 2024 do những rủi ro về căng thẳng địa chính giữa các nước lớn, tác động từ các cuộc bầu cử lớn trên thế giới, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Trong khi đó, dịch vụ duy trì sự ổn định nhưng còn yếu, nên kích cầu nội địa sẽ là yếu tố quan trọng. Một tác động mới đây là từ cơn bão số 3, được ADB ghi nhận là sẽ không quá lớn đối với nền kinh tế. Đây chính là cơ hội để Việt Nam tái sinh nền kinh tế. Mức dự báo 6% mà ADB đưa ra hiện vẫn thấp hơn mục tiêu của chính phủ từ 6,5 đến 7%. Nếu cân nhắc đến nhiều yếu tố, đặc biệt là những nỗ lực cải thiện giải ngân vốn đầu tư công của chính phủ cùng với dòng vốn FDI khả quan từ đầu năm đến nay. ADB cũng khẳng định con số không phải quá quan trọng, mà việc duy trì mức độ tăng trưởng mang tính bền vững, bao trùm mới là yếu tố nền tảng. Và thực tế Việt Nam vẫn nằm trong số các quốc gia, khu vực và trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Nhân chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN CABIS lần thứ 21 tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã đến tham dự hội chợ trung tâm ASEAN lần thứ 21. Tham gia CA Expo năm nay có 120 doanh nghiệp Việt Nam với quy mô 200 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các loại hàng hóa, dịch vụ chất lượng, có thế mạnh của Việt Nam. Tham quan gian hàng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đánh giá cao những thành tựu trong chuyển đổi số của các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Phó Thủ tướng đề nghị Tân Cảng Sài Gòn cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực khai thác cảng, dịch vụ logistics, chủ động tham khảo mô hình các cảng tiên tiến tại Trung Quốc để thúc đẩy hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu. Dịp này, lãnh đạo Tân Cảng Sài Gòn đã tham quan mô hình tự động hóa khu mậu dịch tự do thí điểm tại Khâm Châu, học hỏi kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ số và tự động hóa sản xuất, đổi mới mô hình quản trị và kinh doanh. Thưa quý vị, Việt Nam đang phải đối mặt, nhất là ở các khu đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, khi phải tiếp nhận di dân từ miền Tây và miền Đông. Một giải pháp quản lý và điều tiết tình trạng di dân ngoại tỉnh mang tính đồng bộ, tạo hiệu quả cả về mặt kinh tế và xã hội, cả về trước mắt cũng như lâu dài, là nội dung tại tọa đàm do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam tổ chức. Theo các nghiên cứu xã hội mới nhất, vùng đồng bằng sông Hồng, đất chật người đông, thời gian dư thừa lao động chiếm tới 30-40%. Điều đó tất yếu dẫn đến việc một bộ phận người lao động phải ra đi tìm việc ở các thành phố lớn nhằm tăng thu nhập. Những tác động tích cực có thể thấy, di dân cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển đa dạng của các lĩnh vực và các ngành nghề, dịch vụ, nhưng cũng tạo ra sự áp lực về kinh tế xã hội như quá tải hạ tầng. Tuy nhiên, di dân ngoại tỉnh vào các đô thị lớn là một xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển. Do vậy, cần có những biện pháp chủ động nhằm tổ chức thu hút lực lượng lao động theo nhu cầu của thị trường thay vì hạn chế bằng các rào cản hành chính. Theo các chuyên gia, cần tính toán chính sách về lao động, việc làm, chính sách hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ việc làm, trợ cấp thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, bảo hiểm y tế. Giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho người di cư. Sau khi luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực, thị trường căn hộ đã chứng kiến sự gia tăng nguồn cung, đặc biệt là phân khúc chung. Các chuyên gia bất động sản nhận định giai đoạn cuối năm 2024 sang năm 2025, nguồn cung căn hộ sẽ dồi dào, giúp giảm áp lực về giá và tạo điều kiện cho người mua nhà. Theo đánh giá, thị trường bất động sản đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với mức giao dịch tăng 101% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, nguồn cung phân khúc căn hộ trung cấp có sự phục hồi mạnh mẽ nhất từ 8 dự án mới đưa ra thị trường với gần 13.500 căn hộ. Với các quy định mới như nới lỏng cho người nước ngoài mua nhà, giới hạn đặt cọc, thanh toán minh bạch, tăng cường chế tài và hạn chế đầu cơ là cơ hội để cho các nhà đầu tư có năng lực và người mua nhà có nhu cầu thực. Dự đoán thị trường nhà ở sẽ tăng trưởng khoảng 20-30%. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội cho giá nhà phân khúc trung cấp giảm và dự án nhà ở phân khúc cao cấp gia tăng giao dịch. Thị trường căn hộ trung cấp đang có xu hướng trung hòa cung cầu, nhưng phân khúc căn hộ cao cấp, nguồn cung vẫn thấp nhưng nhu cầu lại cao. Đặc biệt, khách hàng vẫn xu hướng tìm đến các dự án cao cấp ở trung tâm hơn. Đây là thời điểm để gia tăng giao dịch cho triển khai các dự án phân khúc nhà ở cao cấp có vị trí tốt khi lãi suất cho vay thấp, đáp ứng nhu cầu người mua.
khi các luật được thông qua, chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp đã có sự thay đổi, tập trung vào khu đất đã hoàn thiện pháp lý thay vì gom mua ồ ạt như thời kỳ bất động sản phát triển nóng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn chờ đợi những văn bản hướng dẫn dưới luật để yên tâm triển khai dự án tiếp theo. Hiện nay thì các cái quy định pháp luật chắc chắn sẽ cởi trói, tháo gỡ những cái điểm nghẽn khó khăn cho các dự án bất động sản, các dự án đầu tư. Như vậy rất sẽ có nhiều dự án trong cái giai đoạn tới sau khi luật có hiệu lực sẽ được tiếp tục phê duyệt và triển khai. Như vậy cái nguồn cung vào thị trường chắc chắn là nó sẽ tăng lên, và các nguồn cung tăng lên thì nó sẽ thỏa mãn các cái nhu cầu đang lớn trên thị trường, và nó sẽ làm giảm cái áp lực cung cầu và nó sẽ làm giảm các cái giá. Giai đoạn tới là cơ hội để sàng lọc ra những doanh nghiệp có tài chính khỏe và có khả năng huy động vốn phát triển dự án. Từ đó, người dân sẽ có cơ hội tiếp cận các dự án chất lượng hơn, có đầy đủ hạ tầng tiện ích và giá hợp lý. Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 8.600 tỷ đồng. Trong vụ án, bị cáo Đỗ Anh Dũng là người duy nhất trong 15 bị cáo có đơn kháng cáo. Bị cáo không kháng cáo về tội danh, tuy nhiên xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng việc phát hành trái phiếu là để huy động vốn cho các dự án bất động sản có tài sản đảm bảo, chứ không phải với mục đích lừa đảo. Bị cáo cho biết đã khắc phục toàn bộ thiệt hại và hy vọng được giảm án để sớm trở lại điều hành các dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trước đó, hồi tháng 4 năm 2024, tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do việc chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn. Các công ty con trong tập đoàn Tân Hoàng Minh đã mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được, bị cáo Dũng và đồng phạm chi tiêu vào nhiều việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả lại cho các bị hại. Chiều ngày 24 tháng 9, Công an xã Đắc Di Răng, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu hộ một người dân bị mắc kẹt trên sông Ayun, đoạn tiếp giáp xã Đắc Di Răng và xã Lơ Pang, huyện Mang Giang. Khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ người dân về một trường hợp bị nước cuốn tại cầu Lơ Pang, sông Ayun. Lực lượng Công an xã Đắc Di Răng tới hiện trường phát hiện và giải cứu anh Phan Minh Thắng, sinh năm 2004, trú tại Hà Long 1, xã Ca Đăng, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai, đang mắc kẹt giữa dòng sông chảy xiết. Khoảng 14 giờ 55 phút, nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Anh Thắng cho biết mình đã bị mắc kẹt tại đây từ ngày 16 tháng 9. Do thời tiết mưa lớn khiến cho nước sông dâng cao nên anh đã không thể vào bờ. Cùng với đó, thì khu vực này hẻo lánh nên suốt nhiều ngày không có ai phát hiện. Trong thời gian này, thì anh đã bám được vào những bụi cây ở giữa sông.